Anh Tú này, anh có bao giờ ra khỏi nhà một ngày mà không mang theo tiền mặt nhưng vẫn có thể thanh toán, mua sắm, ăn uống, chi trả các thứ không ạ? Vâng, trên thực tế thì tôi thường xuyên là không có tiền mặt ở trong ví. Vâng, thưa quý vị, nhiều người thì nghĩ rằng thanh toán không tiền mặt chỉ có quẹt thẻ, nhưng trên thực tế thì nhiều hình thức thanh toán không tiền mặt như là quét mã QR hay là ví điện tử đã xuất hiện trên thị trường. Và hiện nay thì tiện ích phục vụ cho cuộc sống không tiền mặt đang ngày càng nhiều. Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên Thùy Ngân. Đi mua tivi nhưng chị Nguyệt không hề mang theo tiền mặt. Dù chiếc tivi chị chọn có giá vài chục triệu đồng, nhưng chỉ với một chiếc điện thoại, chị Nguyệt có thể thanh toán cho món hàng mình mua và còn được khuyến mại 5% so với thanh toán bằng tiền mặt. Thì hiện nay cũng có rất là nhiều các cái phương thức thanh toán mà không cần dùng đến tiền mặt, như là thanh toán qua thẻ hoặc là thanh toán bằng mã QR ở trên điện thoại. Thì cũng là một người trẻ và bắt kịp các xu hướng thì thật ra là mình cũng đã không cần sử dụng đến tiền mặt từ một thời gian khá là lâu rồi. Ở tất cả những cái nơi như là quán ăn, nhà hàng hay là địa điểm mua sắm thì đều có thể là thanh toán không cần dùng đến tiền mặt. Một ngày thì nếu như tôi không sử dụng tiền mặt tôi vẫn có thể mua sắm được rất nhiều thứ. Ví dụ ạ, tôi có thể là mua những cái sản phẩm ở trên mạng chẳng hạn. Tôi chỉ cần check thông tin của sản phẩm đó và nơi bán, địa điểm bán hàng, tôi gọi điện và thanh toán qua thẻ, hoặc là tôi có thể là đi du lịch, tôi đặt khách sạn, tôi để thanh toán qua thẻ internet banking được. Hiện nay mua gói xôi, ly nước, tô bún, người dùng đã có thể thanh toán nhanh qua quét mã QR trên ví điện tử hoặc các ứng dụng. Còn ở các nhà hàng, siêu thị, quán cà phê thì tiện ích này còn phổ biến hơn nữa. Không chỉ người mua hàng mà ngay cả người bán hàng cũng ủng hộ thanh toán không dùng tiền mặt. Xu hướng hiện tại thì mỗi khách hàng cũng nên trang bị cho mình với một cái tài khoản cá nhân đấy, có thể đảm bảo tham gia tất cả các cái chương trình mua sắm và tham gia các cái chương trình giảm giá của tất cả các siêu thị và các dịch vụ đem lại của dịch vụ thẻ tài khoản có thể đem lại các cái chương trình khuyến mại dành riêng cho các khách hàng. Với những cái dịch vụ thiết yếu như là thanh toán dành cho y tế, giáo dục hay bảo hiểm thì cái sự tiện lợi nó sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho khách hàng khi mà chúng ta bớt được thời gian, chi phí cũng như là những cái gọi là những cái rắc rối trong cái quá trình thanh toán mà chúng ta có thể tiết kiệm được. Tiện ích là thấy rõ, thế nhưng để góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, nhiều doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ vẫn đang tiếp tục mở rộng đối tượng người sử dụng bằng cách giảm giá bán hàng hóa, dịch vụ.